Hello, mấy giờ này chú bác đang theo dõi kênh mua bán đồ nghề vải nha. Hôm nay lên clip tiếp theo, clip số 46 bao gồm một số món đồ nghề nội địa Nhật, Mỹ, Đức khá là chất lượng luôn. Anh em theo dõi thấy món hàng nào ưng ý phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc sưu tầm của mình, anh em ủng hộ em nha. Và cũng như thường lệ luôn, mã số và giá cả công khai của sản phẩm em dán bên trên ha. Anh em xem video, nhìn vào video thấy ngay được giá sản phẩm luôn. Còn về chi tiết cấu tạo ngoại hình kích thước thì anh em theo dõi trong video giùm em, từng sản phẩm em sẽ quay rất là rõ ràng. Và anh em thấy cái sản phẩm đó phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em bằng cách chốt hàng qua số điện thoại hoặc là Zalo của em đây 0896996883, và khi chốt hàng báo giùm em mã số sản phẩm cộng mã số clip giúp em. Clip hôm nay là số 46, khi anh em mình chốt mã số 1 báo giùm em là mã số 1 clip 46, hoặc là chốt mã số 2 báo giùm em mã số 2 clip 46, và tương tự cho tất cả mã sản phẩm có trong video nha. Sau đây em vào phần giới thiệu chi tiết ạ. Mã số 1, em giới thiệu cho anh em mình một cái bấm ghim để bàn ha. Con này là hàng của Nhật nha anh em, Shoben ha. Đây, hàng nội địa Nhật có chuẩn logo zip luôn đây nè. Hãng của nó là hãng Mac ha. Rồi, về ngoại hình của nó anh em có thể xem qua ha. Còn tương đối là ok. Các thông tin của nó là được dập chìm nha anh em. Đây, tem mạc em cũng để lại nguyên vẹn như vậy ha. Rồi, các cái chi tiết của nó là cứng cáp nguyên vẹn luôn, không có bị lỏng lẻo gì hết anh em. Vị trí này là anh em để mình thay ghim này, đây ha. Rồi, vị trí này là cái cữ đây, anh em mình điều chỉnh cái độ sâu này. Đó. Rồi, vị trí này là để bấm ghim này nè. Rồi, ở đây thiết kế là so dạng là so con sâu trợ lực rất là ok luôn, khi anh em mình bấm rất là nhẹ nhàng ha. Rồi, rất là dày dặn anh em, rất là dày dặn cứng cáp nha. Về kích thước á, đây, bề này thì em đo được là 20,5. Bề này em đo được 60 cm. Và độ cao của nó thì khoảng là 10 cm ạ. Rồi, em sẽ test hoạt động của nó cho anh em xem ha. Anh em có chuẩn bị sẵn giấy nè. Anh em khi mà đặt trên mặt phẳng á thì nó có cái lực nó tốt hơn nha. Ở đây nó hơi gồ ghề một tí ạ. Đây, hoạt động ok luôn nha nè. Cái ghim này là nó có sẵn trong cái hàng, người ta còn sử dụng chưa hết á, nó còn trong cái này luôn ạ. Thì anh em mình về mình sử dụng tiếp tục ha. Hết thì mình mua ghim khác mình thay vào. Ghim này thì khoảng gần 12 ly á, khoảng 11,5 á nè. Rồi, anh em chốt con này báo giúp em mã số 1 của clip 46 giá 200.000. Em quay mã tiếp theo. Mã số 2 giới thiệu cho anh em một cái kéo cắt tim nến ha. Đấy. Thiết kế khá là lạ nha anh em. Nó sẽ thiết kế theo cái chiều thẳng đứng như thế này nè. Đây. Rồi, anh em mình dùng tay ở trên ha, và cái lưỡi kéo thiết kế phần ở dưới. Hai cái này nó sẽ vuông góc với cái phần thân kéo nha. Đây. Nó tạo một cái chiều thẳng đứng như thế này đó, cho anh em mình thuận tiện cắt những cái tim nến nè. Đấy, mình không bị phỏng ha, cũng như không làm ảnh hưởng đến cái nến, cái sáp của mình nha anh em. Rồi, thiết kế bằng chất liệu là thép kháng gỉ, khá là dày dặn luôn, đẹp ha. Ở đây các cái vân được dập chìm cũng khá là đẹp luôn anh em. Đấy. Rồi, đây là phần lưỡi kéo nè. Lưỡi, em thấy là lưỡi khá là đẹp nha. Rồi, về kích thước của kéo này thì cái độ dài cũng như là cái độ sâu mà anh em có thể mình sử dụng là 19 cm nha nè. Đó. Rồi, cái hãng của nó này Zanki ha, hãng của nó là Zanki, candle là nến anh em nha, chuyên để cắt cá cái tim nến. Rồi, mã số 2 clip số 46 giá 100.000. em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 3 giới thiệu cho anh em mình một cái đục, một cái sủi gì đó ha, của hãng Mokuba ha, hàng của Nhật nha anh em, nội địa Nhật nha. Thì hình thức em thấy cũng nguyên vẹn luôn nè, còn khá là ok để anh em mình tiếp tục sử dụng.
Made in Japan ha. Đó. Thì nó thiết kế một cái lưỡi đục lưỡi sủi nó dài bằng thép như thế này nè, khá là dày dặn luôn anh em nha. Và ở cái vị trí gần cái tay cán cầm á, nó sẽ bọc cái phần cao su này, nó có cái chốt chặn này, nó cầm khá là chắc tay luôn nha. Rồi cái đầu bên này anh em có thể đóng này. Đó. Thì phần cao su em thấy nguyên vẹn luôn, chưa có rách nứt gì hết nha, rất là mềm dẻo dai ha. Các vị trí cho anh em mình treo luôn nè. Về phần lưỡi này, đây có cái thông tin nè, công nghệ cao gì đây ha, nó chữ Nhật nên anh em mình dịch ra giúp em nha, em cũng chưa có thời gian để em khám phá hết á. Cái phần lưỡi này nè, phần lưỡi thì có dấu sử dụng rồi á, nhưng mà vẫn ok, anh em mình về tiếp tục mình sửa mình sử dụng ha. Rất là dày dặn luôn, cứng lắm, cứng cáp lắm nè, cầm lên tay khá là nặng tay luôn á. Chiều dài là 24 cm nha, bán rộng của nó là 2,5 cm ạ. Độ dày của cái phần ở sau này nó lên đến là 6-7 ly gì đó nha nè, khá là dài, thẳng tắp nha, không cong vênh, không biến dạng hết. Anh em thấy cái chất liệu thép của nó rất là ok. Mã số 3, clip 46, giá 150.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 4, giới thiệu cho em một cái sủi nha, của nhà bà Seo ha. Đó, anh em xem qua về ngoại hình nha. Họ thiết kế cái phần cán khá là chất lượng luôn ấy, giống những cái cán vít đó nè. Đây, có đầu đóng luôn nha. Về sale ha. Đây, Chopin. Phần cán thì nó hơi dính những cái linh dầu nhớt á. Cái này anh em mình về vệ sinh thêm đây giúp em nha. Đây. Anh em mình về mình vệ sinh, mình chà rửa ra thôi nha. Rồi, có những cái vết mà chày xước nhẹ thôi, không đáng kể đâu, không có rách nứt gì quá sâu vào bên trong nha nè, chỉ có nhẹ xước nhẹ bên ngoài thôi, không vấn đề gì cả, anh em cầm vẫn rất là chắc tay ha. Rồi thân sủi đây, đây có cái thông tin sản phẩm anh em tham khảo nha. Thì phần thân em thấy cũng dày dặn cứng cáp lắm, không có dấu hiệu cong vênh gì hết nha. Rồi đây là cái chốt qua lưỡi đây. Đó. Thì em có để một cái lưỡi, lưỡi này là cái loại lưỡi to anh em. Đó, em để vào ha, giữ rất là chắc luôn, không có rơ rắc gì hết ha. Ở đây là vị trí anh em có thể mở ra này, đây phần hàm của nó này, không mẻ nứt gì hết nha. Rồi đây, khi sử dụng thì anh em mình gắn cái phần lưỡi vào, rồi anh em mình khóa lại thôi. Đó, thao tác rất là nhanh chóng, nhẹ nhàng, dễ dàng. Rồi, về kích thước của sản phẩm này, em tính phần cán thôi nha. Phần cán thì tổng chiều dài của nó là 30,5. Rồi, này là khoảng 10 cm nha em. Đó, tương ứng với em gắn cái lưỡi dao rọc giấy của Việt Nam á, cái dạng dao to nha. Hình thức là nguyên vẹn luôn ha, những vết chày xước không đáng kể gì cả nè, chóc xi thôi, không bể không nứt gì hết, hoạt động ok, ngon lành. Rồi, mã số 4, clip 46, giá 200.000. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. À, cái này lưu ý giúp em á, khi anh em mình chốt hàng ha, thì em sẽ tháo cái lưỡi này em bỏ nha, em chỉ gửi cái phần cán thôi, về anh em mình tự gắn lưỡi vào, hoặc là anh em mình có nhu cầu lấy lưỡi thì em vẫn gửi cho anh em. Em sợ cái vấn đề là nguy hiểm thôi, tại vì cái lưỡi rất là sắc nha. Đó, thì khi anh em mình chốt hàng mình cứ lưu ý giúp em mình lấy hoặc là không lấy nha. Tại vì cái lưỡi này thì quá là dễ mua rồi, ở cái tiệm tạp hóa, văn phòng phẩm hoặc là cửa hàng điện nước là cũng có cả nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 5, giới thiệu anh em một cái vít, dạng là vít đóng ha, dạng là vít đóng ba ke. Rồi, của nhà về sale, hàng của Nhật nha nè.
thì hình thức cũng tương đối ha. Nhưng em thấy thì nó sẽ thiết kế là phần cán dạng hồ lô, có màu đen này nè bằng nhựa, cái phần màu tím này nè là bằng cao su nha. Đây màu tím là nó thể hiện cho cái cây bake BH2 này. Đó, nó sẽ thiết kế cái phần cán màu tím. Cái dòng hồ lô này nè, mỗi màu nó sẽ tương ứng với một cái loại, một cái dòng sản phẩm nha. Rồi ở trên đây có cái đầu đóng nha nè. Thì em thấy là vít là còn ok, ngon lành hết nha. Chỉ có những vết chày xước, tại vì hàng này nó cống với hàng kia để lâu ngày thôi. Mã vạch đây, đó, còn nguyên vẹn luôn ha. Đây, đầu đóng thì một số dấu nhẹ thôi, nó chưa có dấu hiệu mà sử dụng gì nhiều đâu. Đây dùng lướt thôi. Rồi đầu vít nè, mua mình quan trọng là cái đầu này ha, để về mình sử dụng thì anh em thấy các cái cạnh của nó là còn nguyên vẹn hết luôn. Đó, anh em mình về cứ tiếp tục sử dụng thôi ha. Đối với những cái dòng vít đóng này thì họ sẽ thiết kế cái phần đầu này rất là cứng luôn này, rất là cứng cáp luôn ha. Đây anh em sẽ thấy cái phần tôi thép của nó này, nó sẽ khác với cái phần thân. Đó, nó có cái độ cứng, độ bền cao. Cây này thì tổng chiều dài của nó em đo được là 20cm nha. Bake BH2 nha nè, em nhắc lại ha. Rất là thông dụng luôn, anh em mình về mình có thể sử dụng ha. Mã số 5 giá 100.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 6 tiếp tục là một cái cây vít bake của nhà về sale ha. Cũng là dạng vít đóng luôn em, cũng dạng đầu đóng luôn. Cái dòng này á là dòng cao cấp hơn anh em, dòng cao cấp hơn nha. Dòng non slip gì đây này. Đó. Thì cái dòng này á khi anh em cầm lên tay nó có cái độ nặng, độ đầm tay nó cao hơn, tại vì cái phần cao su của nó này, cái phần cán của nó thiết kế cao su khá là đặc nha. Đây. Nó có cái màu xám bạc xen lẫn với cái màu đen như thế này nha. Rồi, thông tin đây nè. Đây. Búa đóng vào này ha. Rồi, vít nó sẽ xoay như thế này. Đây, Japan đây. Đây, made in Japan nha. Mã vạch đây nó hơi mờ tí nè. Tại vì cái chỗ này là vị trí tay á, mình sử dụng mình cầm nhiều á, nó nên mồ hôi ra dễ bị mờ thôi. Còn phần cán thì em thấy cũng nguyên vẹn hết nha. Có những dấu xước nhẹ thôi, không có rách cống gì sâu vào bên trong cả. Rồi, và cái mũi vít. Đó. Em sẽ lựa những cái mũi nó còn rất là ok để cho anh em mình về tiếp tục sử dụng nha. Đó, anh em thấy cái mũi cứng cáp. Nó cũng tôi cái phần thép này. Đấy. Khác với cái phần thân ha. Nó có cái độ cứng, độ bền nó cao hơn. Rồi. Vít thì thẳng tắp, không cong vênh, không biến dạng gì hết. Ở vị trí này thì nó chày xi nhẹ bên ngoài thôi, không vấn đề gì hết nha nè. Rồi, chiều dài của cây này thì em đo được là 21,5cm ạ. Rồi, anh em thích cái dòng mà cán thẳng như thế này thì anh em có thể chốt mã này nha. Mã số 6, clip số 46, giá 120.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 7 là một cây vít dẹp ha, của hãng HZ. Hàng của Đức nha nè. Germany ha. Hãng này là một cái hãng dụng cụ của Đức khá là nổi tiếng luôn. Mà anh em có thể thường xuyên thấy, nhất là những cây cờ lê ha. Tuy nhiên dòng này sản xuất cũng nhiều cái sản phẩm luôn này, trong đó có vít nữa. Cây này thì tình trạng khá là đẹp nè, anh em mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok. Cái bản vít khá là rộng nha. Này cây size vít lớn á. Anh em nào mình sửa những cái máy móc chi tiết lớn thì tham khảo qua cây này. Ngoại hình thì đẹp nha, ngoại hình cây này đẹp. Sử dụng hạt sưu tầm đều ok. Chiều dài là 29cm ạ. Phần cán thì bằng nhựa nha. Phần cán bằng nhựa. Đây, thông tin đây. Rồi, vị trí này người dùng trước á, họ ghi tên của họ thôi. Hero Chill vậy đây ha. Rồi, chứ không có bị bể nứt gì hết nha. Nguyên vẹn luôn ạ. Rồi, thân vít thì cũng rất là đẹp nè nè. Sáng đẹp ha. Rồi, đầu mũi vít đây. Chỗ đây sổ em thấy có số 9 này, nhưng mà để em đo chính xác ha. Rồi, 9 là 9 ly anh em, 9 ly nè. Đây, cái bảng vít rất là lớn nha. Đó. Anh em lưu ý mình sử dụng những cái
máy móc thiết bị lớn thì mình tham khảo qua con này nha, tại vì cái size nó khá là lớn, 9 mm lần em, 9 ly ha. Rồi, anh em chốt mã này báo giúp em mã số 7, clip 46, giá 160.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 8. Đây, một cái tay chữ T của nhà KTC. Đây, khá là chất lượng luôn ha. Cây này nếu mà chính xác hơn là cây chữ thập anh em. Chữ T thì cái này nó sẽ ở bề ngoài này tí ha. Còn để mà có nó có cái lực mà vặn tốt hơn á thì họ thiết kế cái phần kiểu như mà trung điểm như thế này nè, nó phần ở giữa như thế này. Đây cái lực mà anh em mình vặn siết nó mạnh hơn nha. Thì đây, cái nó thiết kế cái phần tay xoay ở đây ha. Đó, rồi anh em mình xoay. Để vặn những con ốc, những con bu lông. Thiết kế rất là nặng tay anh em, chất thép là dày dặn chất lượng nha. KTC Japan ha. Rồi. Này hai cái tay để mình cầm mình xoay. Rồi, đây là đầu kết nối của nó. Thì đầu kết nối có cái bi khóa khẩu đây, là đầu 1/2 nha anh em. 1/2 nha. Này. Xoay rất là ok luôn. Thì về ngoại hình của nó thì nó có những cái vết trầy chóc xi thôi. Đó, không vấn đề gì hết anh em. Cái này thì phù hợp cho anh em mình mua về sửa chữa máy móc thiết bị ha. Này. Cái mối hàng của nó rất là chắc chắn nha. Mối hàng rất là đẹp, rất là chắc chắn này. Rồi thẳng tắp, không cong vênh, không biến dạng gì hết nha. Đó. Hoạt động là ngon lành luôn. Nhà KTC thì phải nói là độ bền rất là cao rồi. Bề này á, em đo được chiều dài là 28,5. Rồi, bề này á thì em đo được là 40 nha, 40. Đó. Rồi, cái để em đo cái đường kính của cái cây này này, nó rất là dài, nó là mười mấy ly á nè. Thời thì cây thước cặp em tìm không ra rồi. À, em đo ở trên này cho anh em xem ha. Nó khoảng là 16 ly á nè. Rất là dày nha. Rất là nặng luôn á, để em con luôn cho anh em xem. Một ký 2. Cái cây này nè, nặng 1 ký 2. Anh em thấy ha, rất là dày dặn luôn, 16 ly và nặng 1 ký 2. Đây, rất là chất lượng nha. Đấy, anh em mình mua về sử dụng ha. Mã số 8 ạ. Clip 46 giá 250.000. Những cái này độ bền nó cao đó nè. Anh em mình sửa chữa máy móc, xe, thiết bị anh em cứ tham khảo qua ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 9. Mã số 9 là một cặp mà cờ lê nha. Hai đầu miệng của nhà KTC, hàng của Nhật luôn ạ. Đây, thì em có một cặp hai cây. Hình thức thì những cây này ở mức khá thôi, nó sẽ phù hợp cho anh em mua về sử dụng nha. Cây đầu tiên là số 17 và 19, cây tiếp theo là 22 và 24, những con số rất là thông dụng cho anh em về sử dụng luôn ha. Đó, thì ngoại hình của nó cũng tương đối, có một số vị trí nó bị chóc nước xi, hàm thì có những vị trí nó cấn nhẹ thôi, không vấn đề gì. Anh em về tiếp tục sử dụng là không vấn đề gì nha, ok luôn ấy. Cây này thì chiều dài của nó là 19 cm này, cây này thì chiều dài của nó là 23,5 cm này. Thiết kế rất là dày dặn cứng cáp nha. Đây. Không có cong vênh biến dạng hết anh em nha. Rồi, về hàm miệng này. Chỗ này nó bị cấn một tí rồi đây, nó bị chóc với nước xi, nó cấn tí rồi nha. Đó, mặt bên này là ok, ngon lành này. Đó. Anh em thấy sâu vào bên trong á, ngon lành, không vấn đề gì hết ha. Rồi, bên này tương tự cũng vậy, này cấn nhẹ thôi.
À, bên này thì đẹp ha. Em chỉ có hai cây này ha, với bốn cái số 17, 19, 22, 24. Đó. Rồi, anh em thấy cái này phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ em ha. Mã số 9 clip 46 giá 120.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 10. Số 10 giới thiệu cho anh em một cái cảo ha, một cảo hai chân. Hai chân hai cháu đấy anh em, của hãng Super nha, hàng của Nhật nha nè. Đây, Super. Cái mã này á là mã số 4 nha, size số 4 ạ. Hình thức thì em thấy còn nguyên vẹn luôn anh em. Anh em có thể xem qua các cái chi tiết nha. Ngoại hình cây này thì theo em là em đánh giá nó đẹp anh em. Hàng đã qua sử dụng mà hình thức như thế này là đẹp nha. Tâm lấy dấu là còn rất là nhọn luôn này. Đó, Super ha. Cái dòng của nó là G4 này. Japan ha. Tương tự như bên này. Đó. Rồi. Đặc biệt là các cái vị trí mấu cảo này, các cái chân á rất là ok luôn. Đây. Tình trạng là còn kiểu như hàng dùng nước á nên em thấy nó rất là đẹp ha. Chưa có dấu cấn gì nhiều nên nó sẽ bám vào những cái ổ bi, trục bi của mình rất là ok luôn ạ. Đó, ok ha. Rồi, về kích thước của cây số 4 này này. Cái phần trục của nó thì em đo được khoảng là 14,5 ha. Tính luôn cái phần tâm là 14,5. Các cái chân hai bên đó thì khoảng là 14 nha nè. Rồi, cái ren ở giữa này. Không có bị dập ren, hỏng ren gì hết nha. Còn nguyên vẹn luôn nha. Đây, rồi. Bốn cái con ốc chốt của nó cũng là chốt zin luôn ha. Ở sau này có lông đền rồi còn đầy đủ hết anh em. Cây này đánh giá đẹp đó nè. Vặn rất là trơn tru luôn nha. Phần ren không có bị hư ren, hỏng ren gì hết. Hàng để lâu không sử dụng anh em mình về chà xíu dầu nhớt vào là rất là mượt mà luôn. Mã số 10 clip 46 giá 450.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 11. Ở đây em có một cái thước kê góc vuông. Chất liệu là hợp kim nhôm nha. Đây, cầm lên khá là nhẹ nhàng luôn. Cây này là em mua trong cái lô hàng của Mỹ anh em. Tuy nhiên cái thương hiệu của nó thì em chưa tìm thấy ha. Đây, em thấy rất là nhiều các cái thông tin về kích thước này. Đây, kích thước là hệ in nha anh em. Chia độ này đó. Tuy nhiên cái tên hãng thì em chưa tìm thấy rồi. Thì hình thức của nó thì kiểu như cái chất nhôm anh em để lâu ngày á nó hơi bị sạm màu một tí nha. Các cái chi tiết còn lại thì em thấy cũng ok này. Cái cạnh này đây. Các cái số vân vạch khắc chìm nha em, rất là sâu nha đây. Rất là dày dặn luôn nha, rất là dày luôn á. Cái này độ dày của nó lên đến là 3 đến 4 ly nha em. Tại vì hôm nay em không có cái thước cặp rồi, em không có thể đo chính xác cho anh em được. Rồi, nó là một cái hình tam giác vuông nha, tam giác vuông cân. Về cái cạnh của nó là 18,2 cm nha nè. Chất liệu là hợp kim nhôm, aluminium ha. Đây. Nà, cây này anh em thích những cái dòng cổ nè, anh em mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok. Mã số 11
Clip số 46 giá 300.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Nè, mã số 12. Đây, giới thiệu cho anh em một siêu phẩm ha. Một cây búa đinh của Nhật nha nè. Một cây búa đinh của Nhật. Cái size của nó là size trung nha. Rất là vừa dùng luôn. Này thì phù hợp với anh em sử dụng trong gia đình hoặc là anh em sử dụng trong công việc đều ok nha. Và đặc biệt là hàng này là hàng chưa qua sử dụng, hàng lâu kho chưa qua sử dụng, nên là tình trạng của nó là các cái chi tiết còn rất là đẹp luôn. Rồi, cấu tạo của nó nè, thì cái đầu của nó là bằng thép ha. Đây, cái mặt đóng của nó là mặt tròn và có thiết kế các cái vân caro chống trượt nè. Anh em thấy cái phần nước sơn màu đen zin của nó là còn nguyên vẹn luôn, chưa có dấu hiệu bong chóc luôn ha, chưa đóng luôn. Rồi, vị trí này là cái đầu 7 nhổ đinh, rất là sắc sảo ha. Cái vị trí này anh em thấy nó hơi bị sẫm màu này, tại vì là kiểu như hàng lô kho chưa qua sử dụng mà để lâu ngày nè, nó lên những cái vết nám của sắt thép thôi. Cái này em cũng không có chà dũa lại nè, nếu mà anh em mình dùng máy hoặc là dùng giấy nhám mình chà nhẹ thôi, nó sẽ ra những cái phần này. Tuy nhiên em thấy nó không đáng kể nè, em cứ để như vậy luôn ha. Còn anh em mình thích nó đẹp hơn để mình về mình trưng bày sưu tầm thì anh em mình chà giấy nhám nhẹ thôi. Và cái này là size trung nha. Đầu được đổ keo rất là chắc chắn luôn. Và thiết kế của cây này nè, nó là cán sợi thủy tinh. Đây, thiết kế dạng cán sợi thủy tinh, tem mạc là còn nguyên vẹn luôn nè. Đối với cái phần, những cái phần cán và sợi thủy tinh như thế này thì nó tổng hợp những cái ưu điểm của chất liệu thép và chất liệu gỗ ha. Đó, nó là sự kết hợp giữa hai cái đó anh em. Nên là cái búa anh em cầm cảm giác nó nhẹ ha, nhẹ nhàng, nó không bị mỏi trong quá trình anh em thao tác. Và cái trọng lượng, cái lực đóng nó dồn về phần đầu búa nha. Và nó cũng đảm bảo cho anh em cái độ dẻo dai, không có bị gãy, không bị hư hỏng theo thời gian. Đó. Nếu anh em sử dụng cái dòng búa bằng chất liệu thép á, cán bằng thép á, thì nó khá là nặng, khá là mỏi. Nó cũng trong quá trình anh em mang đi di chuyển nó cũng nặng nề. Đó, thì anh em có thể tham khảo qua dòng này. Hoặc là dòng búa gỗ thì anh em sợ trong quá trình sử dụng nó dễ bị gãy gì đó. Đó, thì anh em cứ chuyển qua cái dòng cán sợi thủy tinh. Này là cái dòng sản phẩm mà mới bây giờ ha. Đa số người ta sử dụng qua cán sợi thủy tinh rất là nhiều. Phần cán thì cũng được bọc cao su luôn nè, chống trượt cho anh em ha. Made in Japan, rất là chất lượng luôn. Phần cán còn mềm, dẻo dai nha, không có bị chai cứng gì hết, không bị rách gì hết á. Nói chung những cây lô kho này là tình trạng rất đẹp luôn, rất là đáng để anh em mua về sử dụng hoặc là sưu tầm. Chiều dài của nó thì em đo được là 37,5 cm nha nè. Khoảng cách giữa hai đầu búa này, hai đầu này, mặt đầu đóng và đầu nhổ đinh thì khoảng là 12,5. Đường kính của mặt đóng của nó là 2,6 cm ạ. Và cân nặng như em nói size chung á nè, nó cũng vừa dùng lắm. Nó 5,5 lạng anh em nha, 5,5 lạng đó. Đối với cái size chung này thì nó vừa vặn ha. 5,5 lạng. Anh em chốt cây này báo cho em mã 12 ha. Clip số 46 giá 250.000. Đấy, tình trạng là còn luôn tem mạc rất là đẹp nha. Em qua mã tiếp theo ạ. Rồi, mã số 13. Mã số 13 thì cái dòng này nè, cái dòng búa này nè, cái size nhỏ nha. Size hôm nay là size nhỏ, size 225. Là cái phần trọng lượng của phần đầu búa nha anh em, 225 ha. Về hình thức thì cũng khá là đẹp luôn. Chất liệu cán cũng là sợi thủy tinh.
còn luôn tem mạc nha nè, giống như những cây trước. Tuy nhiên cây này size nhỏ, nếu nay mình đã sở hữu những cây trước rồi đó, mình thích nó có thêm một cây nhỏ gọn để mình dùng cho những cái công việc nhỏ, công việc còn cái lọc đóng nó vừa phải, thì anh em có thể tham khảo thêm cây này để mình bổ sung vào cái bộ sưu tập của mình ha. Tình trạng cũng rất là đẹp. Đây là hàng lưu kho, chưa qua sử dụng nè, mặt đóng là nguyên vẹn luôn. Đấy. Độ keo rất là chắc chắn ha. Phần cán sợi thủy tinh, trên cán thì còn luôn cái chỗ này là bảo vệ nè, cái chốt bảo vệ chưa có mở ra luôn anh em, còn nguyên, em để nguyên vẹn như vậy luôn. Rồi, tem mạc đây ha, thông tin sản phẩm đây, mã vạch đây. Rồi, phần cán như em nói ha, nó bọc bằng cao su khá là mềm, và cao su đây là dạng nhám anh em, anh em cầm rất là bám tay, không có dấu hiệu rách nứt gì hết nha. Made in Japan ạ. Anh em cứ thử, nếu anh em mình đang dùng cán gỗ hoặc là cán thép á, anh em mình cứ thử qua cái dòng cán sợi thủy tinh này nè, mà anh em dùng sẽ thấy rất là êm luôn. Chiều dài của nó là 33,5 cm nha. Khoảng cách giữa hai mặt đóng á, là khoảng là 7,5 ạ. Mặt đóng thì nó sẽ có cạnh này á, thì khoảng là 2 cm, cạnh này á, thì khoảng là 2,3 cm ạ. Cây này size khá là nhỏ gọn nha. Trọng lượng của nó thì em con được là 400g anh em. Đây, cây này là cây 400g. Tính luôn và phần đầu búa và cả trọng lượng của phần cán thì nó là 400g. Riêng phần đầu búa cân nặng trọng lượng của phần đầu búa là 225g, giống như trên hãng ha. Mã số 13, clip số 46, giá là 180.000 cho cây size nhỏ này nha, 400g. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 14. Đây, giới thiệu cho anh em một cây kìm bấm khá là chất lượng luôn, đến từ Mỹ ha. Cây này là của hãng Craftsman, hàng của Mỹ ạ. Size rất là lớn anh em, made in USA ha. Tình trạng cây này là đẹp, hàng lâu kho chưa qua sử dụng, tình trạng còn rất là đẹp luôn. Đó. Size khá là lớn nha, đây em cầm trên tay cho anh em có thể ướm chân được ha. Anh em thích những cây kìm bấm to, chất lượng, dày dặn, đấy, anh em có thể tham khảo qua cây này. Như trước giờ em bán, em thấy những cái kìm cây này là size lớn á, size lớn nhất trong những con hàng mà em đã bán về kìm bấm nha. Rồi, dạng hàm cong rất là thuận tiện luôn cho anh em mình mở vặn những cái dạng con ốc bu lông mà nó có con ốc bu lông, hoặc là những cái vật mà nó có hàm tròn á nè, nó có dạng tròn, dạng bầu đó, thì rất là phù hợp luôn nha. Răng là rất là đẹp luôn. Thứ nhất anh em xem về ngoại hình đi, rất đẹp, chưa có dấu hiệu bong chóc xi gì hết nha, nó đẹp luôn. Phần cán này, cái này cắn nhẹ thôi, hàng này nó cắn hàng kia thôi, không vấn đề gì hết nha. Rồi, các chi tiết là rất là cứng cáp luôn. Rồi, hoạt động là ngon lành luôn anh em, lò xo bung nhẹ rất là tốt nha. Đây. Rồi, phần hàm đây ạ. Răng rất là đều ha. Này chưa sử dụng đâu nè, chưa có dấu sử dụng ha. Còn nguyên vẹn luôn. Đấy. Ngon lành luôn, rất là mạnh mẽ nha. Chiều dài thì em đo được là 25,5 cm ạ. Rồi, cây này thì em thấy phù hợp với anh em mua về mình sưu tầm, mình lấy ra mình sử dụng vẫn được anh em. Đây, sưu tầm sử dụng thì đều ok hết nha. Tại vì cái ngoại hình của nó quá đẹp đi, anh em mình rất là phù hợp để sưu tầm luôn á, trưng bày rất là đẹp. Mã 14, clip 46, giá 850.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 15. Tiếp tục cũng là một siêu phẩm đến từ nhà Snap-on ha, hàng của Mỹ nha nè. Đây, một cái thương hiệu khá là nổi tiếng.
Đấy, tình trạng thì cây này á thì hàng đã qua sử dụng nha, hàng đã qua sử dụng thì em thấy còn khá là đẹp ha. Đây, nó là một cái dạng kìm nhọn và có hỗ trợ cái lưỡi cắt phụ ha, ở vị trí này. Rồi, phần cán thì được bọc cao su. Cán này là cái dạng mà cán nhúng á nè, cán nhúng cao su á. Đây, nó rất là chắc luôn nha và rất là dày, cầm rất là êm nha. Cầm rất là êm luôn. Và cái phần cán này nè, nó thiết kế dạng nhám á nè. Anh em thấy ha, các cái vân nhám này nè. Đó. Em thấy vân nhám ha. Nên cầm rất là bám tay, rất là êm và rất là bám tay luôn. Rồi. Phần hàm này còn rất là đẹp nha. Mà cây này nếu mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok, rất là chất lượng luôn. Size của nó là 20,5 cm nha em, 20,5 cm. Để em thử cái lưỡi cắt cho anh em xem ha. Thì em thấy cái phần lưỡi này, phần lưỡi này đẹp này, thiết xác không có hở gì hết nha. Đây, để em cắt dây cho anh em xem. Rồi. Rồi. Ngon lành luôn anh em nha. Đấy, cái này em mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok. Mã 15, clip 46, giá 750.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 16 giới thiệu anh em một cây kìm đa năng của hãng Canibet nha. Thì như anh em biết video hôm trước là số 45, em có lên một cây thì cây đó nó bị lỗi nè, cây đó nó bị lỗi như em nói ha. Phần cán em rọc nó bị rách đi. Đó. Tuy nhiên cũng được rất là nhiều anh em mình ủng hộ mua giùm em ha. Thì cây lỗi thì em chỉ lỗi có một cây đó thôi nè, còn lại là nguyên vẹn hết ha, nguyên vẹn như cây này này. Đây. Đó, hôm nay em lên là cây nguyên vẹn. Thì cây nguyên vẹn nó sẽ có cái giá là 450.000 nha nè, 450.000. Nó khá là rẻ, rất là nhiều so với anh em mua cái sản phẩm này mà mới nha. Tuy nhiên hàng của em là kiểu như lô hàng bãi nè, nó cũng không có bao bọc gì nhiều, nên là một số vị trí nó chỉ chày xước nhẹ thôi. Đó, chày xước đấy, nhẹ thôi. Đó. À, phần cán thì nguyên vẹn hết này. Những cái cây này thì cán là rất là ok luôn. Đó. Anh em mình mua về mình tiếp tục sử dụng ha, hoặc là sưu tầm đều đẹp. Cây này thì dạng là kìm đẹp nha. Của hãng Canibet, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức luôn. Thì cây này nó đa năng lắm, anh em có thể bấm code này. Đây. 1.5, 2.5. Rồi, đầu đây anh em có thể cắt những cái ốc này. Thì size nhỏ nhất anh em có thể cắt là 2.6 này, rồi 3 chấm này, 3.5 này, 4 này, 5 ha. Đấy, các cái ren ốc rất là cơ bản luôn. Đấy, rồi ở đây có cái lưỡi cắt phụ này nè, rất là bén nha, rất là bén luôn ạ. Rồi, và ở dưới này là có các cái lỗ để tuốt dây, thì ở đây nó có 6 cái size dây cho anh em mình có thể tuốt nha. 0.75 này, 1.0 này, 1.5, 2.5, 4.5 và 6. Những cái size rất là thông dụng luôn em. Thì em thấy những cây này á, nó thường thì nó sẽ phù hợp cho những anh em mà mình làm điện dân dụng nè, cơ điện nè, những cái điện nhẹ nè. Thì em thấy rất là phù hợp luôn, hoặc là những anh em mình sửa xe rồi đó, em thấy rất là phù hợp luôn nha. Đây, cây này rất là đẹp, tình trạng đẹp, không có lỗi anh em nha, không có lỗi phần cán ha. Oh, sorry anh em, cây này em cũng bị lỗi phần cán rồi. Có thể là lúc trong quá trình em tìm thì em không có thấy, em sơ suất quá, em chưa có thấy được cái vị trí này ha. Đó. Cây này thì nó chày ít hơn anh em, nó chày bên trong thôi. Nó chày nhẹ này tí thôi ha. Rồi, cây này em sẽ để giá nó thấp lại ha, để anh em mình mua về sử dụng nha. Cây này thì tình trạng nó lỗi hơi ít nha, thì giá em để là 400.000.
để anh em mình mua về sử dụng nha. Đó thì anh em cũng lưu ý giúp em là em cũng có những cái hàng như thế này luôn mà cây cán của nó không bị lỗi gì hết, thì em bán với giá là 450 nha. Đối với những cây nó lỗi nhẹ như thế này thì em để giá nó rẻ hơn để anh em mình mua về sử dụng ha. Anh em thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình anh em ủng hộ ha. Thì ở đây em cũng test cho anh em một số công dụng cơ bản của nó, như là cái phần lưỡi cắt này, cắt rất là ngọt ngào, ok, ngon lành luôn. Rồi tiếp dây này, nó ngọt ngào luôn đó. Và cả cái đầu bấm cốt ha, thì ở đây em không có chưa chuẩn bị sẵn cái đầu cốt á, thì trong những cái video trước thì em có test này, này em có bấm sẵn này, thì đầu cốt bấm vào rất là chắc, rất là đẹp nha. Đây rồi, cắt ốc thì ngon lành rồi. Và cây này thì anh em mình có thể là cắt các cái ốc mà nhôm hoặc là ốc bằng đồng nha. Tuy nhiên em thử qua cái ốc bằng thép thì cũng ok luôn, nhưng mà những cái ốc bằng thép thì độ bền của nó không cao nha nè. Đó, anh em lưu ý ha. Mã 16 giá 400.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã 17 giới thiệu cho anh em mình một cái kìm bấm cốt của nhà Hozan nha, hàng của Nhật nha anh em. Đó, tình trạng thì cây này em thấy cũng ok, hoạt động là trơn tru ngon lành, chốt là chốt zin của nó luôn ha. Đây, chuẩn hàng nội địa Nhật, logo zin đây. Anh em xem qua về ngoại hình thì em thấy là chỉ có cái phần thân này này, bên trong này này, đây đó, kiểu như hàng để lâu ngày á, nó hơi bị tối màu tí thôi. Đó, còn lại là ok, ngon lành. Như phần cán này nguyên vẹn luôn, không có rách nứt gì hết đây này. Này, thông tin ở trong phần cán đấy ha. Rồi, và đặc biệt cái đầu bấm cốt của nó còn rất đẹp này. Đây là size mini, tiểu, trung và đại ha. Này, toàn là chữ Nhật thôi. Hàm của nó là hàm chữ nha, bên trong nó có chữ này anh em thấy ha. Anh em mình chuyên sử dụng những cái máy Nhật hoặc là những cái đồ Nhật, anh em có thể biết được những cái ký hiệu tiểu, trung, đại, cái size của nó ha. Còn em thì em không rành lắm, anh em thông cảm nha. Rồi các cái chốt của nó là còn ok, ngon lành luôn, hoạt động rất là trơn tru. Này, này là sò bung nhẹ rất là tốt nha. Chiều dài thì cây này em đo được là 27,5 cm ạ. Anh em chốt hàng báo giúp em mã số 17, clip số 46, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo. Mã số 18 giới thiệu cho anh em một cây kìm cắt cộng lực ha, một cây kìm cắt cộng lực của hãng MKK, một cái hãng nội địa của Nhật nha nè, made in Japan ha. Cây này thì tình trạng còn khá là mới đẹp nha, có thể là hàng dùng lứa thôi đây, rất là đẹp. Và đặc biệt cái chất liệu phần cán của nó này là hợp kim nhôm này, hợp kim nhôm, nên là anh em cầm á, này em cầm một tay ha, đây anh em sẽ cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Nên trong quá trình anh em mình thao tác cắt ha, nó không có bị quá mỏi nè, cầm rất là nhẹ nhàng luôn. Và phần cán cái này là cũng đẹp lắm anh em, chưa có dấu hiệu cắn mớp chày xước gì nhiều đâu. Đấy, hàng bãi mà như thế này là quá đẹp rồi ha. Đối với cái chất liệu cán hợp kim nhôm thì anh em khi mình cất giữ, mình lưu trữ, nó cũng hạn chế cái vấn đề rỉ sét nè, cũng rất là nhẹ nhàng trong quá trình anh em mình mang đi di chuyển, rất là tiện. Rồi, phần lưỡi cắt và các cái chi tiết khác vẫn là bằng thép nha nè, để đảm bảo cái độ cứng cáp ha. Các cái chốt ốc lông đền là còn đầy đủ hết nha. Đây, cây này là size 12 inch. Phần lưỡi cắt của nó anh em xem nè, cây này lưỡi rất là đẹp. Đây, lưỡi rất là đẹp luôn ha. Nào, hoặc làm ok ha.
thiết kế của những cây các cộng lực này, hai cái phần hàm nó không có khít vào nhau đâu nha nè. Đó, tại vì những cây cộng lực này họ sẽ cắt những cái thép nó to nên là nó sẽ không có khít vào nhau đâu. Đó, nó không có giống những cây kìm điện hoặc là những cây kìm chuyên cắt dây rồi đâu nè. Cắt thép thì nó khác nha, nó sẽ có một cái độ hở này để nó bảo vệ hai cái phần lưỡi này nó không có bị mẻ trong quá trình sử dụng nè. Nó sẽ có một cái độ hở nhẹ như thế này nha. Anh em nghĩ là mình dùng gia đình á, mình trang bị một cây này rất là phù hợp luôn. Trong các cái vấn đề cần thiết như cắt hàng rào, cắt cổng, cắt gì đó, mình lấy ra mình sử dụng rất là tiện nha. 31cm về chiều dài nha nè. Rất là gọn gàng luôn và rất là nhẹ. Cây này rất đẹp nè, anh em mua về mình sử dụng ha. Mã số 18, clip số 46, giá 250.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Rồi, mã số 19. Giới thiệu cho anh em một cây búa ha, một cây búa của Nhật nha anh em. Cái dòng búa này á, là trên cái đầu búa nó sẽ có cái chạm khắc nha. Bên này là một cái mặt hình rồng nha, một mặt hình rồng như các cái vân mây ha. Rồi, bên này là một cái mặt hình hổ. Và cái dòng này nó còn kiểu như hàng chưa qua sử dụng á nè, nên là nó còn luôn tem mạc là và các cái mắt của con vật á, con thú á, là nó đều được trạm có cái mắt luôn ha. Đấy. Cái này nó bằng đồng hay là bằng vàng 24K vậy đó nè. Thì nhiều thông tin anh em chia sẻ nó là bằng vàng, tuy nhiên em cũng không có kiểm định được đó nè, nên là giới thiệu đến anh em như vậy thôi. Anh em nào mình có chuyên môn thì mình có thể tìm hiểu thêm ha. Đấy, hàng này là hàng chưa qua sử dụng, hàng lâu kho thôi. Tem mạc là còn đầy đủ ha, cán gỗ là nguyên vẹn. Này, thông tin đây, anh em tham khảo thêm. Rồi, về phần mặt búa này, hàng để lâu ngày nên nó sẽ có những vết ố, những vết nám của sắt thép nha. Đấy, chứ chưa có dấu đóng, dấu sử dụng đâu. Chốt nêm đây. Rồi, ở cái phần đầu búa này, cái phần màu vàng vàng mà anh em thấy này, nó là mạ đồng bên ngoài nha. Nó mạ đồng thau bên ngoài thôi, chứ chất liệu nó vẫn là chất liệu thép để đảm bảo cho anh em cái độ cứng cáp mình sử dụng nha. Đấy, phần cán gỗ nguyên vẹn luôn. Đấy, cây này thì hình thức theo em đánh giá thì đẹp đó nè. Anh em có thể mua về mình sử dụng hoặc sưu tầm đều ok. Cái mặt này này em cũng để nguyên vẹn luôn. Anh em về mình thích nó đẹp hơn, nó bóng sáng bóng thì anh em mình chà nhám thôi. Lấy giấy nhám mình chà nhẹ thôi là nó ra cái phần lớp bên ngoài này thôi ha. Cái này thì chiều dài của nó em đo được là 36cm nha. Khoảng cách giữa hai mặt đóng của búa thì em đo được là 10cm ạ. Cây này size còn khá là lớn ấy. Bề này thì em đo được khoảng 2,6cm. Bề này thì là 3cm nha. Búa cầm khá là nặng tay nha nè. Cân nặng của búa 6 lạng rưỡi nha nè. Cái búa này 6 lạng rưỡi, hơn một tí nha. Em làm tròn là 6 lạng rưỡi cho dễ, anh em dễ theo dõi. Đấy, búa khá là lớn nha. Mã số 19 clip 46 giá 500.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 20. Tiếp tục giới thiệu cho anh em mình những cây búa này gọi là cây búa địa chất ha. Một cây búa địa chất với chất liệu cán bằng gỗ, hàng của Nhật nha nè. Tình trạng là những cái hàng này cũng là hàng lưu kho, chưa qua sử dụng nên nó còn khá là mới luôn. Tem mạc là còn đầy đủ thông tin này. Mà anh em có thể tham khảo nha. Mã vạch, nguồn gốc xuất xứ này. Đó. Phần cán nguyên vẹn luôn ha, không có dấu hiệu bể nứt hư hỏng gì cả. Rồi, búa thì thiết kế cái phần đầu búa là bằng thép nè, có một cái mặt đóng dạng vuông ha, như thế này, và một cái đầu nhọn như thế này. Rồi, chốt nêm thì rất là chắc chắn nha. Này là những cái vết ố sắt thép để lâu ngày thôi nha anh em nha. Rồi, búa size khá là nhỏ gọn luôn,
cái nào đầu này để anh em mình đóng gò gì đó ha, đầu này để anh em mình có thể nó có nhiều công dụng lắm nè. Thứ nhất là anh em mình có thể thoát hiểm nè, anh em mình dùng cái đầu nhọn này mình đóng mình thoát hiểm những cái cửa kính gì đó, mình đập vào những cái cửa kính gì đó mình thoát hiểm này. Anh em cũng có thể là mình đi mình đập vào đá này ha, nó thiết kế nó tôi thép rất là chắc luôn anh em. Cái phần thép này, đầu nhọn này thép rất là cứng cáp luôn. Hoặc là anh em mình có thể gõ vào những cái tường vách ha. Nói chung là em thấy là nó khá là đa năng á, trong quá trình anh em mình có thể sử dụng trong quá trình mà xảy ra vấn đề gì đó ha, anh em mình có thể dùng để mình thoát hiểm rất là ok luôn. Chiều dài của cây búa này thì em đo được là 30 cm ạ. Khoảng cách giữa hai đầu búa ha, đầu nhọn và cái đầu đóng thì khoảng là 13,5. Mặt búa thì dạng hình vuông và có cạnh là 17 ly ha. Cân nặng của búa gần 400 g nha nè. Búa nặng gần 400 g ạ. Size cũng khá là vừa vặn, nhỏ gọn cho anh em mình sử dụng. Mã 20, clip số 46 ạ, giá 150.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 21. Đây, anh em nào mình thích những cái chất liệu búa bằng đồng thì anh em có thể tham khảo qua cây này ha. Cây này là của hãng Ambeco, hàng của Mỹ nha nè, USA ha. Ambeco là một cái hãng chuyên về những cái dụng cụ công cụ được thiết kế bằng đồng nha. Đây, cây này là búa có đầu đóng bằng đồng và phần cán bằng gỗ. Anh em sẽ thấy những cái búa của nhà Ambeco nó sẽ thiết kế cán gỗ và ở phần tay cầm này có các cái rổ, cái lỗ như là tổ ong như thế này này đó. Đây, để thứ nhất là anh em mình thấm hút mồ hôi ha, và thứ hai là anh em mình có cái độ nhám để anh em mình cầm nó bám tay chắc tay. Cán là cán zin của nó luôn nè, nguyên vẹn ha, không có bị hư hỏng với phần cán cả. Về phần đầu búa này, cây này là cây H3 nha, cây số 3. Cái dòng này nó sẽ có rất là nhiều size số. Hiện tại size lớn nhất mà bên em đang bán là size số 4. Cây này là cây ở giữa ha, cây size số 3. Đấy, hình thức này ok luôn ha, chốt nêm rất là chắc chắn luôn. Đầu bi đây, mặt đóng đây. Mặt đóng thì rất là tiếc và người sử dụng trước họ có thể là này là máy cắt hay gì đó nè, nó bị quẹt ra một đường như thế này nha. Thì tình trạng nó như vậy thôi, chứ anh em mình đóng sử dụng là ok ngon lành. Thì những cái đồ đồng này nó sẽ thiết kế đặc biệt cho những anh em mình làm trong môi trường mà nó dễ mà rỉ sét nè, như là tàu biển hoặc là những cái môi trường nước mặn, hoặc là anh em mình dùng trong những môi trường mà khí ga khí đốt á, nó cũng hạn chế cái việc đánh lửa và tạo ra tia lửa điện ha. Đó, hoặc là anh em mình thích sử dụng những công cụ bằng đồng đó, thì anh em có thể tham khảo qua cây này. Chiều dài của nó thì em đo được là 35,5 ha. Khoảng cách giữa hai đầu búa này cũng như là chiều dài của đầu búa em đo được là 11 cm ạ. Cái mặt đóng có hình tròn và đường kính của nó là 3,5 cm ạ. Và cân nặng của búa720 g nha em. Đây, búa còn size khá là lớn ha, hơn 700 g. 720 g. Mã số 21, clip số 46 ạ, giá là 1.000.000 nha nè. Rồi, em qua mã sản phẩm tiếp theo. Mã số 22, giới thiệu cho anh em một cây rìu cổ nha, một cây rìu cổ của một cái thương hiệu khá là nổi tiếng nè, True Timber. Hàng đến từ Mỹ ha, cầm lên tay rất là chất lượng luôn nè. Đây, cái giá cũ em bán mà nó còn luôn nè. Đấy, so với cái giá cũ thì giá hôm nay em là rất là ưu đãi hơn luôn. Cây này em giá bán với giá là 1.000.000 ha.
mà anh em có thể mua trong video này với giá nó khá là rẻ. Mà hình thức là nguyên vẹn hết anh em, chất liệu cán bằng gỗ ha. Rồi, chất liệu thép của nhà True Timber thì rất là ok rồi nè. Đây, nó là một trong những cái thương hiệu công cụ rìu búa của quân đội rất là nổi tiếng của Mỹ ha. Rồi, lưỡi chặt đây nè. Rồi, ở đây có cái chỗ mà khui nhảy đinh ha. Rồi, ở đây đây có một cái đầu để anh em mình đóng giống như đầu búa nè. Hình thức là nguyên vẹn hết ha. Rồi, về kích thước này, tổng chiều dài anh em là 34,5 nha, 34,5 cm về chiều dài phần cán. Đầu búa thì khoảng cách giữa đầu đóng và đầu chặt thì khoảng là 15,5. Chiều dài của phần lưỡi chặt là 8,5 ạ. Cây này thì rất là phù hợp cho anh em mình sưu tầm. Mình sưu tầm những cái thương hiệu cổ ha, của Mỹ ha. Hoặc là anh em mình sử dụng để mình làm vườn, đi rừng gì đó, với cái size nhỏ gọn này rất là ok luôn. Cân nặng của nó thì em cân được là 860g anh em, 860g, gần 900g ha. Size nhỏ gọn anh em mình mang đi di chuyển cũng rất là vừa, nó không có quá nặng, không quá cồng kềnh. Đây. Nhưng mà đa số cái dòng này anh em mình sưu tầm là chính ha. Rồi, em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 23. Đây em bị rơi cái phần tem. Mã số 23 giới thiệu cho anh em một cây búa đinh của nhà Stanley, hàng của Mỹ nha. Đó. Cây này thì cán của nó bằng thép nha, cán của nó bằng thép và được bọc cao su ở phần tay cầm. Đây, đầu búa đinh rồi một cái đầu đóng và một cái đầu bảy nhổ đinh của hãng Stanley. Cái dòng này là dòng Nail Master nha nè. Cây này thì em nghĩ nó sẽ phù hợp với anh em mua về sử dụng nha. Sưu tầm thì em nghĩ là nó chưa có đủ độ đẹp ạ. Tại vì cái phần cán này anh em có thể mình nhìn vô mình dễ nhận thấy ha. Kiểu như hàng cũng lâu đời rồi, những cái cây Stanley này hoặc là những cái đồ cổ của Mỹ mà em bán á, nó tuổi thọ lên đến vài chục năm á nè. Nên là tùy theo cái sản phẩm ha, cái này cái phần cán của nó lâu đời cũng như là cái bảo quản nó không được tốt á, nên nó bị nứt như thế này nha. Tuy nhiên nó rạn nứt ở ngoài thôi, chứ anh em mình cầm vào cũng chắc tay lắm, không vấn đề gì hết nha. Không có rách, không có bị tuôn ra gì hết nha. Nè, anh em mình về mình có thể đổ keo lại cái lớp keo bên ngoài để cho nó giữ những cái vết nứt này là chắc, nó không có bị nứt ra thêm nữa ha. Đó, thì tùy vào cách xử lý của anh em mình để mình có một cây búa nó hoàn hảo mình sử dụng. Còn về phần đầu búa đây, anh em thấy rất là ok luôn. Đây, mặt đóng ha. Đầu bảy nhổ đinh này rất là sắc luôn ạ. Rồi, phần cán, cán thì phần thân này còn rất là đẹp này nè. Ở này cái ron cao su á, em để nguyên vẹn này như vậy luôn. Nó dính sơn á nè, không vấn đề gì đâu. Chiều dài của cây búa thì em đo được là 32,8 cm ha, nó gần 33. Khoảng cách giữa đầu búa và đầu nhổ đinh là khoảng là 13. Mặt búa thì mặt đóng tròn có đường kính là 2.6 cm ạ. Thì cây này em thấy nó cũng dạng size chung thôi, cầm khá là vừa tay vừa bạn luôn. Cân nặng là 700g anh em, cây này 700g cũng khá là lớn, tại vì kết hợp phần đầu búa và cái phần cán thép đó cũng hơi nặng anh em. Cái trọng lượng nó là 700g. Đây, anh em nào thích những cái búa mà chất lượng với cái chất thép nó cứng cáp, độ bền cao, anh em sử dụng lâu dài, anh em có thể tham khảo qua cây này. Mã 23.
clip số 46, giá là 500.000. Đấy, cái này thì phù hợp cho anh em mua về sử dụng nha. Cái chất thép của đầu búa rất là ok luôn. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã 24 ạ. 24 ở đây em có một cái cưa lá size lớn anh em. Cưa lá size lớn ha. Cái này là em mua trong lô hàng của Mỹ nha. Tuy nhiên cây này em cũng không có thấy mộc truyện, có thể là hàng sản xuất nội địa nó có tem mạc gì đó, nó không có mộc truyện đóng vào nên em cũng chưa có tìm hiểu được cái thông tin của nó. Tuy nhiên anh em mình cầm lên tay mình sẽ thấy cái độ chắc tay, chất lượng của nó nha. Cưa này thì size khá là lớn ha. Đây, cán của nó bằng gỗ này. Các cái chốt của nó cũng còn rất là chắc chắn luôn. Đó, phần cán là nguyên vẹn hết anh em ha. Rồi, phần lưỡi của nó này thì nó sẽ thiết kế những cái lưỡi to kết hợp với những cái lưỡi cắt nhỏ đó, anh em sẽ thấy ha. To nhỏ khác nhau. Lưỡi là đều hết anh em. Phần lưỡi là còn rất là ok nha. Đó, lưỡi là các cái răng này rất là ok luôn. Sắc nhọn ha. Rồi, trên bề mặt thì anh em thấy ha, những cái vết nó nám sắt thép để lâu ngày thôi, không vấn đề gì hết nha. Đây. Đó, cái này anh em mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều đẹp nha. Nó có cái sự cổ kính đó nè. Nó hoặc là anh em mua về mình cưa cây gì đó cũng ok nha. Tổng chiều dài của cây cưa này tính từ phần lưỡi nha, em tính từ phần đầu lưỡi cho đến hết cái phần cán gỗ thì khoảng là 67 cm vậy nè. Rồi, chiều rộng ha, chiều rộng lớn nhất thì em đo được đến cái vị trí này thì khoảng là 12,5 cm ạ. Nên em lưu ý giúp em cây này size lớn nha. Rồi, mã 24 giá 200.000 cho nên mua về sử dụng hoặc sưu tầm. Rất là chắc chắn, các cái chốt này rất là chắc chắn, không có bị rơ rắc lưỡi hết nha anh em. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 25, giới thiệu cho anh em một cái bấm cốt cộng lực ha. Một cái bấm cốt cộng lực. Này, hàng của Mỹ nha anh em, rất là chất lượng luôn. Cái phần cán của nó là thiết kế phần cán bằng gỗ nha. Phần cán gỗ. Khá là nặng nha, nên em sẽ quay nhanh. Đây, cái hãng của nó này, tên hãng này. Một cái hãng nội địa Mỹ anh em ha. Đây, đầu bằng thép rất là chất lượng luôn. Cái lỗ đóng cốt đây. Rồi, các cái chốt của nó còn rất là chắc chắn nha. Nguyên vẹn luôn. Nó cái mã cốt của nó đây à. Bung nhẹ rất là ok ha. Cái phần cán của nó là nguyên vẹn luôn nha anh em. Rồi, em sẽ đo cái chiều dài của nó. Tính đến cái vị trí từ cái đầu của nó này tới cái vị trí này này thì khoảng là 62 cm nha anh em. Rồi, còn cái lỗ này nè. Tại vì hôm nay em không có cái thước kẹp nên là em sẽ đo nó bằng cái thước này. Cái độ chính xác của nó sẽ có cái độ sai lệch một tí nha. Đến cái vị trí này thì khoảng là 30 nha nè. 30 ha. Còn vị trí mà từ này xuống này thì khoảng là 2,5. Rất là nặng luôn ấy. Cân nặng của cái cây này nè.
Tổng trọng lượng của nó là 2,7 kg nha em, rất là nặng nha. Đó. Thì em đã đo một số cái kích thước cũng như là thông tin cơ bản của sản phẩm. Anh em thấy phù hợp với công việc của mình, anh em ủng hộ ha. Anh em có thể mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã 26. Tiếp theo giới thiệu anh em mình một cái eto ha, một cái eto để bàn. Cái sản phẩm nó cũng hơi nặng á, cho phép là em dọn những cái đồ này xuống ha. Mã 26 giới thiệu cho anh em một cái con eto để bàn ha. Đây, con này là của hãng Aeron, hàng của Nhật nha nè. Đây, Aeron, hàng của Nhật. Size này á là size trung á nè, size trung. Em sẽ cân nặng cái trọng lượng của nó trước để báo cho anh em biết trước ha. Cân nặng của nó là 4,2 kg nha nè, 4,2 kg. Đây, tổng cân nặng của nó. Về hình thức của nó thì em thấy thì nó cũng nguyên vẹn hết luôn anh em. Tuy nhiên nó hơi cũ ha, thì phù hợp cho anh em mình mua về sử dụng nha. Sưu tầm thì nó chưa có đủ độ đẹp hoặc là độ mới để anh em mình sưu tầm đâu. Nhưng mà anh em mình mua về sử dụng thì ok, ngon lành ha. Thì thiết kế của nó này, nó sẽ có cái hàm kẹp, một cái đê phụ ở đây, một hàm kẹp ở đây ha. Và cái đế của nó anh em có thể xoay được để điều chỉnh hướng được. Đó, anh em mình có thể điều chỉnh xoay được ha. Rồi, anh em mình khóa lại đây. Rồi, màu nước sơn á là nó có cái nước sơn zin là màu đỏ, một số vị trí anh em thấy màu đen đen này là nó bị tróc cái nước sơn nha. Tuy nhiên đảm bảo cho anh em mình là không có bị bể, không có bị nứt gì hết nha. Nó hơi nặng nên em sẽ quay nhanh các cái góc cạnh anh em mình có thể xem, để mình có xem nó thực tế, nó chính xác ha. Đây, đây không có nứt bể gì hết luôn. Tem mạc nó còn luôn nè em. Cái đế ở dưới này, Japan ha. Đặt in nổi ở đây ạ, mã code của nó đây. Rồi, đặc biệt là phần đế này không có bị nứt bể hết nha. Chất thép của nó làm rất là chất lượng ạ. Nó có ba cái chốt, ba cái chân để anh em mình có thể gắn vào cái mặt phẳng bên dưới làm việc nha. Rồi, anh em có thể thấy được rất là kỹ càng ha. Rồi, khi mà cái con này nó khép hàm này thì em sẽ đo một số cái kích thước cơ bản của nó. Tổng chiều dài của nó đến vị trí này á khoảng 22,5 cm ạ. Rồi, chiều ngang cũng như là cái chiều rộng của hàm á là khoảng là 9 cm ạ. Chiều cao thì khoảng là 13,5 nha nè, 13,5. Em sẽ mở cái phần hàm cho anh em xem ha. Hơi nặng.
Em nghĩ đến cái vị trí này thì nó an toàn rồi ha. Hoặc là trong những trường hợp cần thiết anh em có thể mở rộng thêm tí nữa cũng được, ok nha. Chiều mở hàm của nó em đo được khoảng là gần 8,5 nha nè. Anh em xem phần hàm của nó đây. Em thấy hàm của nó cũng ok này, đấy. Bên trong này cũng không đứt bể hết nha, anh em cứ xem kỹ ha. Đấy, qua hình ảnh thì có thể là hơi khó, nhưng qua video là anh em có thể xem được các cái chi tiết nó rất là thực tế luôn. Ren là rất là ok, không bị hư ren, hỏng ren gì hết á, nên khi mở ra mở vào rất là nhẹ nhàng luôn. Em còn nhắc lại ha, trọng lượng của con này là 4,2 kg, nó là size trung á, phù hợp cho anh em mình dùng kẹp những cái vật nó tương đối vừa, với cái hàm của nó mở lên đến là 8,5 kg. Khi mà khép hàm nè thì trên này nó cũng có những cái vết nhem nhem nhẹ nha, nhưng mà không vấn đề gì đâu, ok ngon lành rồi. Mã 26 ạ, clip số 46, giá 900.000. Đấy, 900.000 anh em mình về sử dụng. Mã số 27 ạ, 27, 27 và 28. Đây, ở đây em có một cây mini và một cây siêu to khổng lồ. Hai cây bào ha. Đến từ Mỹ. Mã 27 là cây bào cóc nhỏ này. Hàng của Mỹ ha, Made in USA. Bề mặt ở trên này khá là đẹp anh em, các cái chi tiết còn nguyên vẹn hết ha. Anh em có thể thấy này, bề mặt ở dưới á, nó hơi bị rỗ nhẹ nha. Phần mặt ở dưới này, kiểu như hàng bảo quản nó bị chưa có xem được cái phần dưới này, nên là nó hơi bị rỗ một tí anh em thấy đây. Đó. Tại vì quá nhiều hàng á, nhiều khi để cái hàng này nhỏ mình không có để ý tới cái vị trí bên dưới ha. Ha. Thì các chi tiết của nó đi kèm là nguyên vẹn hết nha. Made in USA ha. Đây. Cái chốt cầm ở trước này, chốt tay đẩy này, ok hết ha. Điều chỉnh lưỡi này. Đây. Nước sơn của nó có màu xanh xám nha, màu xanh xám khá là đẹp luôn. Nước sơn của nó đẹp lắm nè, sơn của nó bóng dày, rất là bền luôn ấy. Anh em thấy hàng đã qua sử dụng để lâu ngày mà nước sơn còn rất là đẹp luôn. Một số vị trí nó bong nhẹ là do nó cắn chày với những cái hàng khác thôi nha, chứ không có bể nứt gì hết á. Nước sơn rất là đáng mịn luôn. Mặt ở dưới này thì em cũng để nguyên vẹn là như vậy luôn. Em không có chà dũa làm mịn lại làm gì hết ha. Thì tại vì em thấy nó cũng không có đáng kể, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái công dụng của sản phẩm cả. Rồi. Kích thước thì là mặt này này, để em đo ở dưới này cho chính xác ha. Mặt này là 16,5. Mặt này là 5 cm ạ. Chiều rộng ha. Và chiều cao từ phần đế lên đến cái vị trí này là khoảng 6 cm ạ. Cây này thì khá là đẹp luôn, em thấy khá là đẹp ha. Không nứt bể hết á, anh em yên tâm nha, mình sử dụng hoặc mình sưu tầm đều ok. Anh em mình về mình sưu tầm mình thích nó đẹp hơn thì mình cứ xử lý lại cái bề mặt bên dưới một tí ha. Rồi, mã 27 ạ, clip số 46, giá 500.000. Em qua mã tiếp theo ạ. Rồi, cái cây bào cóc thì size nó nhỏ, thì ông này thì size rất là lớn luôn, siêu to khổng lồ luôn anh em. Size này là size lớn nha. Đây, một cây bào Stanley của Mỹ size lớn, với hình thức còn khá là đẹp luôn. Đó, rất là phù hợp để anh em mình sưu tầm. Size lớn này thì khá là hiếm gặp nha anh em. Đó, em có quay xung quanh các cái góc cạnh anh em có thể xem ha. Các cái chi tiết là còn ok luôn và không có bị nứt bể gì hết nha. Cây này khá là nặng nha.
chất thép của nó rất là dày dặn luôn. Trọng lượng của nó thì em cân được là 2,2 kg như nè. Đây, con này nặng 2,2 kg. Anh em thấy ha. Khá là to luôn, rất là to luôn. Đây, made in USA, hãng Stanley ha. Và cái lưỡi của nó cũng là lưỡi zin luôn, lưỡi của hãng Stanley luôn anh em, USA luôn ha. Đây, lưỡi của Mỹ luôn ạ. Rồi, về cấu tạo của nó này, cái tay vịn trước và tay cầm này á là bằng gỗ anh em ha. Cái dòng này, dòng xưa của nó là bằng gỗ nha. Và nó có sơn cái nước sơn màu đen. Đây. Thì hình thức của nó là nguyên vẹn luôn, không có bị bể nứt gì hết. Một số vị trí nó bị chóc với nước sơn thôi. Rất là chắc chắn, không có rơ lắc gì hết nha. Đó, nguyên vẹn hết nha. Rồi. Phần chốt khóa này, các cái chi tiết đi kèm là ok đầy đủ hết. Nước sơn của nó là nước sơn zin nha nè, nó có cái màu xanh giống như màu xanh navy á, rất là đẹp ha. Rồi, về kích thước nè, tổng chiều dài của nó em đo được là 36 cm nè, về chiều dài gần 36 nha, khoảng là 35,8 á. Rồi về bề ngang thì khoảng là 6,2. Về chiều cao thì khoảng là 11,5. Đó, anh em thấy cái size siêu to khổng lồ luôn ạ. À. Trong cái bộ sưu tầm của anh em mình thì em không biết là mình đã có cái size lớn này chưa. Nếu mà mình thích cái sản phẩm này, anh em có thể mua bổ sung về cái bộ sưu tập của mình ha. Rất là đẹp luôn. Rồi. Cây này là mã 28 nha nè, mã 28. Clip 46, giá của nó là 1,7 triệu ạ. Rất là đẹp cho anh em mình sưu tầm. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 29. Hôm nay em có một cái cặp mani nha. Đây. Này là hàng bãi Nhật nha anh em, hàng bãi Nhật nha. Rất là dày dặn và to, chất lượng lắm anh em. Rất là nặng nha. Một cặp này em sẽ cân cái trọng lượng của nó trước nè, cho nên là mình quan tâm mình tham khảo. Hai ký ba nha anh em. Một cặp này là 2,3 kg à, gồm 2 cây. Đây. Ở đây là có thông số là 22 mm ha. Rồi SWL250T. Đó, thì em cũng không có rành về cái thông số của nó lắm. Em thấy cái chất liệu của nó là thép kháng gỉ nha. Nên em mở ra cho anh em xem này. Hai cái nó giống nhau nha, nên là em sẽ quay một cái để cho anh em mình thấy rõ cái chi tiết của nó nha. Nó có cái dạng chữ U vậy nè, cái cùm chữ U này. Thì cái cạnh này của nó là 12,5 cm nha. Về cạnh này. Rồi. Tổng bề ngang của nó là khoảng là 8,5 cm nha. Đây. Rồi. Cái ở giữa này, cái vị trí giữa mà khoảng cách giữa này nè, là khoảng là 4,2 ha. Rồi. Rất là chắc chắn luôn, không có nứt vỡ gì hết nha. Em không có được cái thước kẹp để em đo được cái đường kính của cái này. Đây em đo sơ qua cái này cho anh em xem ha. Là 22 ly á anh em, 22 ly, đúng theo thông số của hãng ha, 22 ly. Anh em thấy rất là dày dặn luôn ạ. Rồi, một cặp của nó sẽ bao gồm một cái cùm chữ U này và một cái cây ngang như thế này ha. Về chất liệu của nó thì em thấy nó bằng thép kháng gỉ nên là nó rất là ít hút nam châm anh em. Đây. Không hút 500 ha. Này. Hút rất là nhẹ luôn. Em cũng không biết nó là cái chất liệu inox 100% thì có thể là không phải. Nhưng mà nó thiết kế pha trộn cái chất liệu sao á. 500 thì hít rất là nhẹ luôn. Này.
anh em nào cẩu hay những cái hàng nặng, hàng lớn á, anh em có thể tham khảo qua ha. Cây này tương tự thông số là giống hoàn toàn như cây lúc nãy nha anh em ha. Em bán một cặp nha, một cặp hai cái ạ. Này dính nước sơn thôi nha anh em, nước sơn thôi. Một cặp là 2,3 kg hai cái nha anh em. Mã số 29 clip 46 giá 400.000 cho hai cái ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 30 giới thiệu cho anh em một cái bình ha. Một cái bình chứa. Đây, cây này là của Mỹ nha anh em, của Mỹ nha. Được sản xuất bởi công ty gì đây anh? Protect Tosio gì đây ha, ở Chicago ạ. Ký hiệu của nó, cái tên thương hiệu này FM. Em cũng chưa có thời gian em tham khảo thử cái thương hiệu này tên của nó cụ thể là như thế nào ha. Cái dòng mã của nó là S883A. Đó, một cái bình đựng nhiên liệu, chất liệu là thép kháng gỉ ha, thép kháng gỉ. Không hút 500 nha này. Rất là dày dặn luôn ạ. Và bình này cái sức chứa của nó cũng nhiều lắm nè. Nó thể lên đến 4 đến 5 lít đó ha. Em ước chừng là vậy nha. Rồi, hình thức của nó thì cũng khá là ok. Đây anh em có thể xem qua các góc cạnh của nó nè. Nó có một số cái vị trí nó cấn nhẹ nha. Tuy nhiên đảm bảo cho anh em là không có thủng, không có lủng gì hết. Để anh em mình chứa đựng các cái chất liệu, chất lỏng ha. Đây, nó cấn nhẹ cái vị trí này nè. Nó cấn này là trong quá trình di chuyển á. Hàng này nó cấn hàng kia thôi. Rồi, còn lại là rất là ok nha. Đây, anh em mở nắp này. Bên trong nó sẽ bao gồm cho mình một cái phễu lọc luôn anh em. Anh em nhìn vào mình có thể thấy nha. Đó, nó có cái phễu lọc phía bên trong luôn. Giúp cho cái sản phẩm cho anh em mình đựng bên trong đây nè. Ví dụ như dầu nhớt của mình á, nó lọc những cái cặn ra, nó còn lại cái dầu sạch ha, không bị cặn. Cái nắp này là nó chống tràn, chống đổ rất là ok nha. Anh em yên tâm nha, thiết kế rất là hay luôn. Đấy, nó dễ dàng ha, chỉ cần kéo nhẹ ra này là mở ra, đóng lại như thế này rất là chắc chắn luôn anh em. Bình này thì là anh em mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok, hoặc là mình có thể dự trữ một số cái nguyên liệu trong nhà ha. Về kích thước nè, tổng thể nha, từ phần ngoài cho đến phần này là 32 cm ạ. Về chiều ngang thì em đo được là 18 cm ạ. 18 ha, đến cái vị trí này nè, 18 cm ạ. Về bề ngang của nó ấy, thì khoảng là 11,5 nha nè. Rồi, ước chừng khoảng là tầm 4 đến 5 lít ha, nhiên liệu anh em có thể chứa cái trong bên này. Cái thông tin này là được dập nổi nha. Và cái trọng lượng của cái bình này nè, một ký hai nha anh em, gần một ký hai nha, gần một ký hai ạ. Đó, anh em mua về sử dụng hoặc sưu tầm rất là ok luôn. Đặc biệt là anh em có thể lưu trữ được một số cái nhiên liệu để trong kho trong nhà rất là an toàn ha, với thiết kế chống tràn, chống cháy, chống đổ rất là ok luôn. Con này mã số 30, clip số 46 ạ, giá là 1.500.000. Sorry anh em, 1.500.000 nha, 1.500.000.
Rồi, và đây cũng là cái mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em chú bác mình đã quan tâm theo dõi ạ. Anh em chú bác mình thấy cái sản phẩm nào mình vừa ý phù hợp với nhu cầu của mình, nên ủng hộ em ha.